xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một ấp ỉm mới tên là Kakohagashi, là ấp ỉm của Nhật Bản đó. Là Kakohagashi nay có nhiều hình ảnh giả đó. Sau khi chụp hình thì mọi người sẽ sửa hình ảnh đẹp hơn đó, đúng không? Thì đó là mọi người sửa ỉm ấp ỉm để thay đổi chụp hình đẹp hơn đó. Nhưng Kakohagashi là có thể bỏ effect được nhé. Mọi người chắc chắn sau khi chụp hình thì chắc chắn sử dụng effect đúng không? Dạ. Là ví dụ là mặt to hơn á. Nếu là một mi thì thay đổi hai mi đúng không? Và da đẹp hơn á. Là bây giờ là mình cũng da đen, nhưng nếu sử dụng effect thì thay đổi da trắng nhá, đúng không? Nếu sẽ sử dụng Kakohagashi thì bỏ effect được. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng ấp ỉm Kakohagashi để kiểm tra ấp ỉm đó là tốt hay không. Là đầu tiên là chụp hình để sửa đẹp hơn. Thì bây giờ sẽ sử dụng Kakohagashi làm bỏ effect nhá. Mọi người sử dụng Tinder chưa? Là Tinder là effect bước nhá. Đặc biệt là hình ảnh của cô gái là không phải khuôn mặt thật. Nếu sử dụng app này, mọi người biết được khuôn mặt của cô gái đó là như thế nào. Mọi người đầu tiên là chọn một hình ảnh được sửa có effect nhá. Hấp dẫn nè. Ôi 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 ôi. Wow. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Ok. Nhưng vốn dĩ là khuôn mặt của Kazu là đẹp trai đó, đúng không? Bây giờ là hình ảnh này là được sử dụng effect nhưng không thay đổi. Ghê lắm nha. Không phải là nha. Không. Ai à? À, Mỹ này là hai mi à? Là bên này là một mi. Nhưng khi chụp hình thì Kazu là làm như thế này à? Ở chỗ này là phần dĩ là hai mi à? Nhưng sử dụng Kakohagashi thì ba mi. Tại sao và cái này là cái này là có thương nè, giống như là thăm mỹ là thất bại á, cắt rồi á. Và hơn nữa là da của mình á là hơi à, nâu à, đen á. Nhưng à, hình ảnh được sử dụng Kakohagashi vẫn còn da trắng nữa, nên là thất bại. Kết quả là mặt của Kazu thật là bên trái nè. Có effect thì không thay đổi á, vẫn còn mặt như thế này á, đúng không? Nhưng sau khi sử dụng Kakohagashi thì effect nhiều hơn á. Tại vì là phần dĩ là hai mi, nhưng mà sử dụng Kakohagashi thì ba mi và mập hơn á, lại có thịt nhiều lắm. À, mọi người ơi, là cảm thấy như thế nào á? Là gần hơn là chụp hình nào á? Đúng rồi,
hình ảnh đầu tiên là gần hơn. Không, chắc chắn là giống nhau đó. Nên là vẫn chỉ Kazu là đẹp trai. Nhưng ấp nhìn Kakohagashi là rất là thú vị và hài á. Nên mình hy vọng ngày mốt các bạn cũng sử dụng Kakohagashi nha. Ừ, chắc chắn là vui nha. Là mặt của mọi người là sẽ thay đổi như thế nào. Sẽ chỉ Kazu nha. Hãy viết comment nha. Hãy gửi hình ảnh của mọi người nha. Rồi, nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Và mọi người mới biết nha, Kazu là vốn dĩ đẹp trai nha. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha. Bye bye.